Vì sao? Vì sao em muốn lánh mặt anh? Tại sao? Tại sao vậy hả? Tại sao? Bảo ơi, tại vì bản thân em giờ đây quen ngô nên đành phải quay lưng cười. Mặt trốn dài người xưa. Để cô quên đi chuyện tình ngang trái, cho dù lòng em vẫn còn thương còn nhớ, những kỷ niệm vui buồn gặp lại nhau em chẳng vui mừng. Xin anh hỏi xem em như người vội vàng, vì hiện tại em là tổng đốc phu nhân. Trời ơi, cầm giam trong ngục tù tâm tối, tôi cứ sợ cứ lo cho người tôi yêu phải nắm chờ tháng đời. Sợ từng cơn gió rét, sợ lúc trời đổ mưa giông làm cho lật hồng môi tắm mắt biết em xanh tóc mây và vời bao nỗi nhớ, niềm thương dai dứt con tim làm cho ai phải ngày ngày mòn mỏi nhớ mong, đêm canh chạy thắt thẻo thương đời qua lạnh lẽo trong cô. Phòng tôi là giọt máu giữa tim hồng, dưới những trận rối đòn nát tan thân xác, nhưng đâu bằng dây rứt ở lương tâm. Tôi nóng lòng muốn gặp lại cô nhân, nên sau khi thoát chết tôi trở về đây tìm người yêu. Nhưng có ngờ đâu lâu mong ngày xưa đâu còn nữa, người của tôi thường đã rẽ lối. Ta bướm dưới cành lan, cành lan đã sớm rơi mau, còn đâu một áng mây bay, còn đâu kỷ niệm năm nào. Xin trả lại ngày xưa, ôi nghe đau xót tâm hồn, xin ai hãy sớm quên đi cành lan ngày ấy. Xin ôm ấp tròn đời. Trần Bảo anh ơi, hỏi hiểu cho em, đâu phải vì sự giàu sang mà em thay lòng đổi dạ, phụ có tham sang quên lời vàng đá thành cô nghĩa xưa hồ tan kia sang. Hai diện dữ những khốn khổ thay, con tàu lá lai nghịch cảnh trớ trêu trò đời dâu bé, dù không lối đầu tàu khang tiếng xấu em mang, nhưng đối với anh em không đối già thay lòng. Bà vẫn còn yêu tôi thì tại sao lại đành tăng đôi bớt sang thuyền. Một thôn nữ ở bên sông Lương ngày ngày dắt bước, mà nay bỗng trở thành tổng đốc phu nhân. Bà ơi, cho tới nay tôi mới biết tôi lầm đi xây lầu vàng.
vẫn còn yêu em tha thiết, nên mới liều mình tới quán mai lương để rồi bị bọn quân dây bắt. Chàng bị hành hạ thì lòng em cũng đau nhất, nhưng phải cười vui vì quân giặc huy nàng. Dương Thảo Lan ơi, em muốn cứu anh nhưng biết làm gì hơn, khi em chỉ là con cừu bé bồng. Còn chàng chứ